Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ đi vào học cách sử dụng của từ take back Trước tiên chúng ta cần phải hiểu được ý nghĩa của cái từ này Từ take có nghĩa là cầm lấy, back có nghĩa là trở lại Vậy, take back chúng ta có thể hiểu là lấy lại hoặc đem về một cái gì đó Tóm lại, take back được sử dụng như thế nào trong các tình huống khác nhau thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu ngay sau đây Trước tiên, take back được sử dụng trong cấu trúc là Take back something Take someone back to somewhere Take a step back Back to back Take a bite Take a back seat And take me back Đối với trường hợp đầu tiên là Take back something Được sử dụng trong khi chúng ta muốn mua một cái gì đó và đã sử dụng nó hoặc chưa sử dụng nhưng chúng ta đem trả lại cho cửa hàng tại vì nó không đạt chất lượng hoặc là nó bị hỏng hoặc nó không vừa lòng của chúng ta. Take back something còn được sử dụng trong trường hợp là chúng ta muốn xin để lấy lại lời nói do cái lời nói đó là chúng ta đã nói sai hoặc là không nên nói như vậy. Take back to somewhere tức là đưa ai đó trở về một nơi nào đó đã đến ở trong quá khứ. Còn take a step back có nghĩa là lùi lại để xem xét kỹ lưỡng một vấn đề. Chẳng hạn, bạn đánh giá 5 sao cho cửa hàng này, nhưng sau một hồi suy nghĩ, bạn quyết định chỉ cho 2 sao. Back to back có nghĩa là dùng để diễn tả nhiều sự kiện xảy ra liên tiếp và không có khoảng trống giữa chúng. Chẳng hạn như 9 giờ họp, 10 giờ họp và bạn không có thời gian để đi tè. Take a bike Làm ai đó bất ngờ Ví dụ như là Hãy làm em bất ngờ đi Trong tình yêu khi người yêu chúng ta Tặng quà cho chúng ta một cách đầy bất ngờ Take a bike seat hmm, Bạn có bao giờ muốn từ bỏ hoặc rút lui một cái gì đó không? Nếu có thì bạn có thể sử dụng là Take a bike seat Các ngày là cứ họp hành đi Tôi xin phép tôi đi về nhà Chào cơ hội cho các ngài Take me bike có nghĩa là chúng ta muốn nhờ ai đó mang mình lại một thời điểm hoặc một nơi nào đó ở trong quá khứ thường thì điều này được sử dụng khi chúng ta dùng trong ngữ cảnh là lãng mạn văn thơ và đầy tình yêu ok sau đây chúng ta sẽ đi vào một số ví dụ nào chẳng hạn như là mua một cái gì đó nhưng trả lại cho cửa hàng chúng ta có thể nói là gì take back the defective product Để, tôi trả lại cái cửa hàng bị hỏng này con lấy lại một lời đã nói ví dụ nói là gì em nay xấu thế người yêu mình giận và chúng ta có thể nói là gì I will take it all back ở ừ, anh sẽ lấy lại những gì mình đã nói còn khi chúng ta đưa ai đó trở về một nơi nào đó trong quá khứ chúng ta nói là gì I take my father back đó tôi đưa bố tôi trở lại tôi đưa trở lại một làng quê nào đó mà ngày xưa bố đã từng là gì cởi chân chạy tắm ao đó còn take a step back ví dụ như là let take a step back à, hãy lùi lại một bước đi cả bầu trời sẽ rộng mở back to back yeah. I have back to back meeting à, oh, tôi có các cuộc họp liên tiếp buồn tẻ quá take a back take me a back à, hãy làm em bất ngờ đi anh yêu đó là take a back sis ví dụ như là I will take a back seat on this project Tôi sẽ rút lui khỏi cái dự án này Take me back Take me back to my boyfriend Đưa tôi trở lại với anh yêu của mình, người yêu của mình Tóm lại, take back được sử dụng trong rất nhiều ngữ cảnh Và chúng ta có thể sử dụng take back một cách linh hoạt Ok, thank you